Tôi tiền lương. Lương tôi nghỉ hưu, lương quân đội. Lương quân đội một tháng khoảng bao nhiêu chú? Có hơn chục triệu. Chục triệu. Ôi trời, hơn chục triệu là quá ngon rồi. Thế thôi. Vậy. Rồi, bây giờ từ lúc mà chú chia tay là chú có tìm hiểu thêm câu nào nữa không? Không, chưa. Không ha. Rồi. Bây giờ thì chú tìm một nửa thương thì chú muốn bên địa nửa thương có nhà cửa kinh tế ổn định hả chú? Tôi muốn là có cái điều kiện như thế. Có điều kiện về ở rể. Năm nay chính xác là bao nhiêu tuổi? 65. Tôi năm nay 65. Ồ, 65 ở rể cũng hơi có chừng ổn không chú? Rồi bây giờ mình tìm một nửa thương có nhà cửa ổn định đi ha, chú về ở rể luôn. Nó, nếu mà có nhà cửa ổn định như thế nó là tốt nhất. Còn đất đai của chú có sẵn là chú để cho con? Đất đai tôi có. Có nhà rồi để cho tôi có hai miếng đất cho con ha. Hai miếng đất. Tôi có hai miếng đất. Bây giờ chú còn miếng nào không? Còn. Vẫn còn. Sao chú không xây nhà lên miếng đất đấy? Bây giờ chú có hai miếng đất. Sao chú không xây nhà lên hai miếng đất đấy? Thì hai miếng đất đó thì vẫn còn đó. Bởi vì tôi nghĩ là mỗi một mình ấy tôi xây lên chả làm gì cả. Mình xây lên mình cắt nhà, mình cứ vợ về mình ở chú. Không được hả? Không được. Không thích hả? Chú thích để đất đó, sao chú đi ở rễ ha. Cho nó tiện ha. Kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có chú 65 tuổi vượt quãng đường cũng xa để tìm một nửa thương của mình. Điều kiện chú đưa ra rất là dễ. Ai có nhà cửa ổn định, kinh tế ổn định thì chú về chú ở rễ luôn, đúng không chú? Rồi. Ngày hôm nay chú có tìm được cô nào, chị nào hay không? Kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi thay mặt mấy anh em ở đây, con chào chú. Rồi, xin chào. Trước hết thì chú cho biết chú tên gì, bao nhiêu tuổi? Tôi Lê Xuân Kỳ. Chú Kỳ. 65 tuổi. 65 tuổi. Tình trạng nhân gia đình mình sao chú? Tình trạng gia đình hiện nay là tôi ly hôn. Chú ly hôn. Chú có mấy người con? Tôi có 3 người con, có một đứa có gia đình rồi, còn hai đứa thì chưa. Rồi hiện tại chú ở với chung với con hả? Ở với ai? Không, tôi ở riêng. Chú ở riêng rồi chú ở đâu? Ở chợ hả? Tôi ở một mình. Mà chú ở chợ hả? Tôi ở nhà thuê. Đó chú ở chợ ha. Chú ở đâu? Tôi ở chú có nhà không? Ở Phước Tân. Mà chú có nhà không? Chưa, tôi chưa. Chưa có nhà. Nhà ha. Hiện tại chưa có nhà. Rồi bây giờ từ lúc mà chú chia tay là chú có tìm hiểu thêm câu nào nữa không? Không, chưa. Không ha. Rồi bây giờ thì chú tìm một nửa thương thì chú muốn bên địa nửa thương có nhà cửa kinh tế ổn định hả chú? Tôi muốn là có cái điều kiện như thế. Có điều kiện về ở rể. Năm nay chính xác là bao nhiêu tuổi? 65. Năm nay 65. Ồ, 65 ở rể cũng hơi có chừng ổn không chú? Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Sao làm tuổi mình đi ở rể hay cận chú? Chú có ngại người ta nói mình đi ở rể không? Cái chuyện bình thường. Không ngại gì hả chú? Không ngại gì hết bởi vì tôi có nghề. Tôi hiện nay đang làm nghề y học cổ truyền. Coi như chú không ngại về cái việc ở rể hả? Không. Không có ngại gì hết hả chú ạ? Không có ngại. Thế bây giờ chú làm một tháng chú thu nhập khoảng bao nhiêu? Tháng thì bây giờ tôi có tiền lương. Lương tôi nghỉ hưu, lương quân đội. Lương quân đội một tháng khoảng bao nhiêu chú? Có hơn chục triệu. Chục triệu. Ôi trời, hơn chục triệu là quá ngon rồi. Thế thôi. Vậy thì sao mà không sao? Vậy sao chú không mua nhà ở nhà mình đâu mà đi ở trọ? Nó có cái điều kiện nó khác. Đó. Nhưng mà ý là chú không có nhà hay có nhà để cho vợ con? Nhà thì tôi để lại cho vợ con rồi. Tuy nhiên mà mình nói thật, mình thương vợ con thì đồng ý. Nhưng mà mình phải có cái nhà nho nhỏ mình giữ lại chút xíu để mình ở. Chứ bây giờ mình đi ở trọ vậy sao? Chứ giờ tiền thì tôi vẫn có. Chứ không. Nhưng mà vẫn có, nhưng mà mình ở trọ không lẽ ở đây cuối đời luôn. Thì cái đấy thì cũng còn tùy. Ý là bây giờ là điều kiện của chú là chỉ như vậy thôi. Chỉ là đang ở trọ mới có lương hưu 10 triệu. Tôi có nghề. Đó. Mà sao? Tôi vẫn làm nghề. Vẫn làm nghề. Làm nghề thu nhập ổn định không chú? Làm nghề thì thu nhập thì cũng tùy chứ không dao động một tháng bao nhiêu? Nó quãng mấy triệu. Vậy là tổng tổng là cũng mười mấy hai chục triệu ha. Vậy bây giờ mong
cái tâm tư nguyện vọng của chú là như thế nào, là chú hay trình bày nè. Bây giờ mong muốn là muốn tìm một cô. Đấy, nếu mà có nhà. Nó có nhà thì là tốt. Bây giờ mấy cô nè không có nhà đang ở chợ đến với chú được không? Nếu mà không có nhà đến thì không được. Sao vậy chú? Ừ. Không được, bởi vì tôi đã không có nhà rồi. Tôi có tiền. Đấy, tiền tôi có. Nhưng mà lương hưu của chú 10 triệu là lương cứng không? Lương hưu của tôi thì rõ ràng là... Lương đại tá hả chú? Hay thiếu tá? Tôi thiếu tá. Thiếu tá lương hưu 10 triệu, cứng luôn. Tháng nào như thế nào? Tháng nào cũng thế cả, không có gì là... Vậy là, chú có xài hết không? Xài hết được số tiền đấy không? Hết, sao được. Bây giờ chú để dành được bao nhiêu rồi? Thì dành dùm thì cũng được tương đối. Ôi, nhưng mà chú có lương hưu rồi, tháng 10 triệu, mười mấy triệu thì mình kiếm cô nào ở chợ bây giờ mình lo lắng cho nhau được không chú? Về nếu mà như thế thì cũng không được. Sợ gì chú? Khó hả? Cũng khó. Dạ. Rồi bây giờ mình tìm một nửa thưa, có nhà cửa ổn định đi ha, chú về ở rể luôn. Nó, nếu mà có nhà cửa ổn định như thì nó là tốt nhất. Còn đất đai của chú có sẵn là chú để cho con? Đất đai tôi có, đất đai tôi có. Có nhà rồi để cho có 2 miếng đất. Cho con ha. 1. 2 miếng đất. Tôi có 2 miếng đất. Bây giờ chú còn miếng nào không? Còn. Vẫn còn. Sao chú không xây nhà lên miếng đất đấy? Bây giờ chú có 2 miếng đất. Sao chú không xây nhà lên 2 miếng đất đấy? Thì 2 miếng đất đó thì vẫn còn nó. Bởi vì tôi nghĩ là mỗi một mình ấy tôi xây lên chả làm gì cả. Mình xây lên đó. Mình cắt nhà, mình cứ vợ về mình ở chú. Không được hả? Không được. Không thích hả? Chú thích không để đất đó, sao rồi chú đi ở rể ha. Rồi. Cho nó tiện hơn. Rồi, đúng rồi. Đúng không chú? Đúng. Chú tính vậy á, đúng không? Bây giờ mình cắt nhà lên thì mình cũng đâu có tiền đâu chú ha, mình phải bán lô đất cắt nhà lên, mình cứ vợ về thì quá cũng không lo được. Đúng ý chú vậy không? Đúng đúng luôn. Đúng là như vậy đó. Dạ thôi giờ mình cứ để đất đó. Rồi mình kiếm một cô nào có nhà cửa kinh tế ổn định thì mình về ở rể luôn thì nó tiện dễ hơn chú ha. Rồi đúng rồi. Rồi bây giờ mình đi ở rể thì mình có cần khu vực vùng miền nào không chú? Cũng nếu mà gần được thì càng tốt. Gần được càng tốt. Rồi sao vùng sâu vùng xa được không chú? Không, vùng sâu vùng xa thì nó hơi khó. Vùng sâu vùng xa là chú không đi ở rể ha. Đúng rồi. Không thì chú cứ thẳng thắn, chú thẳng thắn như vậy. Thẳng thắn lắm. Tôi rất thẳng thắn hả? Để mấy cái cô mấy chị bắt rể cho nó dễ. Ở xa là chú không đi rồi, vùng sâu vùng xa là chú không đi. Vùng sâu nhưng mà xa chú thì 2 miếng đất mà chú lại không xây nhà đấy. Chú thế? Tính rồi, 2 miếng đất để đó. Kiếm như cô nào, chị nào có nhà cửa ổn định đi ở để cho tiện, đất còn để dành. Trời, tính cẩn thận đấy. Tính vậy thôi chết rồi, thua rồi. Không thua đâu. Không thua đâu. Có gì đâu. Bình thường à. Bình thường. Tất cả mọi sự đều, nó đều bình thường hết. Bởi nhưng mà bây giờ chú kiếm cái nào về nhà người ta thì ví dụ như cô nào đồng ý là có nhà đi, chú về chú có nuôi cô từ A đến Z không? Nuôi được, lo hết luôn. Nuôi được, lo hết được, có gì đâu. Sao mà tự nhiên mình chọn cái thế? Cuộc sống cho nó khổ vậy, mình có thế? Nhà có đất có cửa cho mình không xây nhà lên. Thế cho nên là tôi mới lên đây, tôi mới yêu cầu nhờ cái chương trình là kết nối một cô. Chú chọn cô nào chưa? Ngắm cô nào chưa? Chưa biết chưa cái chương trình này thế nào cả cho nên là cũng chưa. Chú xem ở đâu rồi chú biết. Nhưng mà ở chợ là không đến với chú được hả chú? Không, ở chợ thì không. Đấy thì nó như thế. Mọi thứ là nó gọn nữa. Tính cách của chú sao, chú chia sẻ một chút về bản thân mình. Bản thân thì tôi vẫn là nghề y. Chú nơi lưng lưng nghề y hả chú ha? Tôi nghề y học cổ truyền. Y là y học cổ truyền chứ không phải là y học hiện đại. Đi y học cổ truyền thì cũng có khách, cũng tháng thì cũng có 15 khách. Như vậy là mọi thứ cũng được chứ đâu có đến mức độ gì đâu. Ok ha. Ok chú ha. Rồi bây giờ mình tìm nữa, thương có ai có nhà cửa kinh tế ổn định thì mình về ở rể luôn. Phải. Nhà trung tâm thành phố mới được hả? Không, Đài Loan là cũng xa xa. Ở tỉnh. Chứ còn
Dạ, nói chung cũng được được chứ dùng sâu dùng xa là không được. Vùng sâu vùng xa thì nó hơi khó. Vùng sâu vùng xa khó chứ ha. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Rồi có cần nhà cô đó có xe gì không chú? Không, cũng không cần lắm đâu. À, bình thường ha, có nhà cửa kinh tế ổn định là được ha. Nhà có cửa. Nhưng mà có nhà không thì mà cô được không chú? Ừ, có tiền thì càng tốt, mà không có thì mình lo chứ có gì đâu. Chỉ cần có nhà thôi. Ừ. Chú về chú ở xong chú lo. Ừ. Nhưng mà lương của mình là được 10 triệu chú? 10 triệu, hơn 10 triệu. Dạ. Thôi vậy thì con thấy chú ở trọ rồi kiếm cô nào về cũng lo được mà, 10 triệu hai chồng sống cũng được mà. Chú không thích vậy hả? Về nhưng mà mình chưa có nhà thì là về mình phải làm nhà. Mà làm nhà thì tiền nó nhiều lắm. Thôi mình khỏi làm nhà, mình ở trọ luôn. Ở trọ nếu mà thích ở trọ thì được thì ở luôn. Ừ, nhưng khó ha, mấy cô đâu muốn ở trọ đâu chứ ha. Rồi. Đúng rồi. Quá đã luôn đó ha. Mà chú hơi căng chứ, chú chọn nó gì đâu kỳ. Có nghe có đó. Chương trình của con lâu chưa kết ai cô nào hả chú? Chưa có kết ai cả. Hai miếng đất lương 10 triệu lại đi ở trọ. Ừ. Kiếm cô nào có nhà về lại ở rể. Tôi cũng đang đi thuê. Nhưng mà tao nói thật chú ở rể là nó không thoải mái như nhà mình đâu. Hơi căng á. Thì tôi vẫn biết có 35 tuổi rồi ở rể cũng hơi căng. Nhưng mà chú có tiền về chắc không sao. Có lương. Bây giờ ví dụ cô nào có đất mà không có nhà, giờ chú bán một lô đất đó qua nhà cô đó xây cái nhà lên được không? Không, đâu được. Nếu mà có đất mà mình muốn xây nhà thì xây lên thôi. Mà xây đất của cô đó nha. Ừ. Mà sau này có gì làm mất ra nha. Chú tính như chắc chưa? Chắc đâu không? Đâu, chú đâu chịu. Đấy, chú nói nếu xây bên đất của chú luôn. À, xây đất của chú hả? Chú tính rồi. Bởi vì tôi đất tiền không đủ. Nhưng mà chú xây lâu rồi đúng không? Nãy chú nói là chú xây lâu rồi. Xây thì xây lâu rồi. Nhưng mà chú không thích xây, chú để đất đó. Rồi sau chú kiếm cô nào có nhà cửa chú về chú ở. Rồi. Để dành đất. Chú tính hết rồi chứ. Đúng không chú? Sau này có gì về nhà mình mới còn đất. Không. Chú tính thế thì chắc quá. Gì? Cái đó thì không được. Tính nên hơi tí chú. Không thì thôi, nói chung thì anh em chỉ nói chuyện cho vui tí thôi, chứ còn cái tâm tư nguyện vọng của chú thì anh em là tôn trọng. Ừ, nhá. Ừ. Bây giờ trước khi kết thúc thì chú có lời nào muốn nhắn gửi tới các cô các chị không? Thì các cô nếu mà đến được với tôi thì với cái điều kiện là như vậy thì chấp nhận hết. Rồi, hôm nay chú lên đây chú có cam kết những thông tin chú chia sẻ là đúng và chú chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Rồi. Chú có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh video và thông tin của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cam kết là không gỡ xuống, chú đồng ý không? Ừ, đồng ý ha. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, thì, đồng ý mạnh lên sao mà yếu vậy? Đồng ý. Rồi, vui chú ha. Rồi, vui vẻ ha. Rồi, xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón theo chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý, xem một cái chiến thuật. Cái này phải gọi là, nó phải gọi là cái gì ta? Chiến thuật dài hạn trong 30 năm của chú liệu có thành công hay không? Hãy để lại những lời bình luận mọi người nhé. Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, bấm thích, bấm theo dõi trang để được đón xem những video lần sau. Xin cảm ơn, xin chào. Sao mà mới nhận được mà lại lấy 2 chai nữa? Đấy là người ta, của người ta, không phải của anh. À, bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa hả? Ừ, anh lấy 2 chai thì bữa giờ anh uống tất cả bao nhiêu chai rồi? Anh uống 4 chai rồi. Uống 4 chai rồi, tình trạng bệnh của mình nó bớt chưa anh? Ừ, nó có bớt. Có bớt hả? 10 phần bớt được mấy phần rồi? 10 phần nó bớt được độ 7-8 phần rồi. Ồ, vậy là quá hợp thuốc còn gì nữa. Đấy. Thế thì trước khi anh uống thì tình trạng bệnh mình như thế nào? Đấy, nó cái gối của nó sưng. Dạ. Nó sưng hụ gối lên, xong bắt đầu uống vào thấy nó khỏi. Anh uống được bao nhiêu ngày thì thấy nó khỏi? Uống được 2 chai thì bắt đầu thấy nó đỡ, thì xong đây rồi anh lấy 2 chai nữa là 4 chai uống đấy. Nó sưng lên giống như kiểu anh bị viêm viêm khớp đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Và anh có, mà hồi trước giờ uống nhiều thuốc chưa?
Trước thì anh cũng uống nhưng mà trước nó có bị đâu, mới bị. À mới bị đây à? Ô À, vậy đấy là nó bảo là anh hợp thuốc, bây giờ đi lại ngon lành rồi gì? đi lại thì lúc này ngon lành rồi. Bây giờ anh lấy thêm 2 chai nữa uống ha. Ở hai chai người ta còn đấy cho một người ta một chai, còn anh uống một chai xong hết anh đấy. Dạ rồi ok anh, nếu anh uống Được tốt con ai hiệu quả anh cứ giới thiệu giúp em. rồi, ai mà gửi thì lại đợt trước mà Thôi. gửi thế nào lại lâu thế, chứ mà không biết là lại không thấy gửi thuốc về. Đâu bình thường thì nó dao động khoảng tầm ngoài Bắc thì khoảng tầm 4 đến 5 ngày, tối đa là 6 ngày là nhận được. Đâu chỉ 3 ngày đấy, hôm vừa rồi mới gọi điện, thế mà hôm nay đã nhận được rồi mà Thì đấy nó tùy theo anh, ba có ngày khi thì nó rưỡi giao nhanh, khi thì nó giao chậm, nó tùy theo đúng cái đợt rồi. nó nhiều hàng Ờ, hay ít anh hàng. mấy hôm anh bận quá, anh bảo điện cho em xem là thuốc chả thấy gửi về, Dạ yeah, ok em cảm ơn anh, thế cũng tốt giới rồi thiệu cho em ok nhá. rồi rồi Dạ rồi yeah, em chào chào anh anh. nhá. Dạ.